Hôm nay mình xào cái ngọt. Mình xào tôm thịt này. Tôm thịt mình phi hành tỏi cho thơm. Mình xỏ tôm thịt mình xào. Xào tôm thịt. Đây. Bột nêm. Một muỗng nêm, một muỗng đường, nửa muỗng muối, với lại nửa muỗng tiêu, hai cà rốt, với lại cộng cải mình xào trước, với lại tôm với thịt, mì này mình đã trộn xong rồi, mình xóc lại dầu ăn, xóc lại dầu ăn cho nó thơm. Rồi đây là cái mình xào chung với lại giá nè, hành tây với lại lá cải ngọt đó. Cộng thì mình xào trước với lại cà rốt này. Lá cải với giá với hành tây mình bỏ vô sau. Bây giờ mình xào, mình xào tôm thịt trước nha bạn. Để mình phi thơm thì mình bỏ tôm với thịt cho mình xào. Có thể thịt mình luộc trước không được, luộc trước cái gia vị cho nó thơm, mình sắc nó đẹp. Này mình luộc trước nè các bạn, luộc trước với lại một nêm gia vị đó và mình sắc cho nó đẹp. Rồi tôm mình xào ra sơ qua cái rồi mình bỏ thịt vô. Mình giết rau thì con với thịt cái cầm nuôi cả nó là cải cải thì mình xào bỏ cái lá cải thì mình xào lá cải mình xào cho nó chín cái ăn cái cho mình này mình đã chuẩn rồi là mình cái sốt cái này mình giờ ăn rồi thì mình ăn nó mình phải bề lên thì mình đẩy ăn xong rồi mình 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 xong r
Để ăn chứ cái hành tỏi chứ không biết gì. Này bây giờ mình xào cũng là sắc chân rồi. Để ăn cái gì cả là cái sợi chân nó ra nước. Mình sẽ xào sau này. Mình rất thương nó, mình xào với các bạn. Và các bạn chia sẻ nha. Tôm thịt như là cải ngọt để cà rốt giá mình xào nó ăn xong phần mình muốn ăn rồi mình xịt tiêu lên, xịt tiêu lên nha, cho hành tây nữa, nó xong xịt tiêu lên khi ăn đổi mì này. Khi ăn để mì ở dưới, để mì ở cái dĩa rồi bỏ rồi được xưa nó mới gia vị xào lên nữa.